tôi bảo cô làm đề xuất mà cô làm gì thế này? Tôi dạy dỗ cô mà cô làm đề xuất vớ vẩn thế này à? Tôi không hiểu, có mỗi cái việc còn con này cô cũng không làm được. Dạ, chị Như bảo em là nhân viên mới cho nên là phải làm để rèn luyện ạ. Sếp ơi, em gửi sếp đề xuất dự án mới của em ạ. Em làm tốt lắm đấy. Dạ, thì chẳng là nhờ sếp dạy dỗ em còn gì ạ? Tôi dạy dỗ cô. Dạ vâng ạ. Tôi dạy dỗ cô mà cô làm đề xuất vớ vẩn thế này à? Dạ, cái này làm sao ạ? Em xem đi. Dạ vâng, thế em xin lỗi sếp, để em làm lại ạ. À, đâu? Chị ạ? Chị à? Tôi bảo cô làm đề xuất, mà cô làm cái gì thế này? Cô làm linh ta linh tinh, bây giờ có làm được không? Em xin lỗi ạ, chị để em làm lại. Xin lỗi á? Tôi không hiểu, có mỗi cái việc còn con này cô cũng không làm được. Thế bây giờ ấy, cô muốn thành nhân viên chính thức hay là cô muốn đi về nhà ngủ? Nói luôn một câu. Em... Là tôi bảo cô ấy ngủ đấy. Sếp ạ, cô ấy trong giờ làm mà ngủ nên là em đang mắng cô ấy ạ. Hôm qua cả công ty về hết, một mình cô ấy ở lại để làm đề xuất cho cô đấy. Sao muộn thế này cô chưa về? Sếp ạ, tại em chưa xong việc nên là chưa về được ạ. Đề xuất này là tôi giao cho Như, sao lại ở đây? Dạ, chị Như bảo em là nhân viên mới cho nên là phải làm để rèn luyện ạ. Thế à? Vâng. Vậy thôi anh về đi để em làm nốt. Đề xuất làm tốt thì cô nhận, đề xuất làm không tốt thì cô đổ lỗi cho người khác. Tôi nói cho cô biết này, đồ đạc hỏng của nó thể sửa được, chứ nhân cách mà hỏng thì chỉ có vứt đi thôi. Sếp ơi, sếp cho em xin lỗi ạ. Từ giờ cô không phải làm vị trí quản lý nữa đâu. Cô xuống làm nhân viên thử việc 2 tháng đi. Mà cô cũng bỏ luôn cái thói hành hoẹ người khác khi có chức có quyền đi. Người cô cần phải xin lỗi là cô ấy, chứ không phải là tôi. Dạ vâng, em biết rồi ạ.